Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi em nha. Rồi em lên được hai con máy điện anh em ha. Một con khoan boss và một con chà nhám đánh bóng nè. Rồi giá là chưa bao gồm cái vận chuyển nha. Mình chuyển khoản đủ em bao ship, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi anh em lưu ý là dòng điện này là 100V nha. Điện 100V. Đó. Rồi đầu tiên là một con chà nhám đánh bóng nè ha. Con này thì có điều tốc số, điều tốc nha anh em. Đó. Rồi. Nó bị gãy cái nút gài còn anh em. Rồi con này bán cho anh em 300 ha. Con chà nhám này 300 nha. Rồi tiếp là một con khoan boss. Con này thì hai chức hả anh em ơi. Khoan thường như dưa khoan đục hả. Để gạt bên đây nha. Công suất là 500W. Đây. Đây, dây zin luôn nha. Rồi con này bán 350 ha. 350 boss 350. Rồi con bu lông hơi nè. Con này 1/2 anh em. Con này nó bị cái gì nè, găm hơi vô nó chạy luôn à, còn đảo chiều luôn nha anh em. Rồi về cho anh em mình khắc phục lại ha. Đảo chiều bình thường nha. Rồi con này bán anh em 300 nha. 300k. Anh em mua thì cứ liên hệ em qua số điện thoại hoặc là Zalo 081 507 2225 ha.